giữa lúc chảo lửa Đông Âu vẫn đang sôi sục, thì Ukraine đã tiếp thêm nguồn nhiên liệu mới tại đây khi tuyên bố rằng họ đã bắt đầu phản công ở miền Nam và giành lại được bốn ngôi làng. Trước thông tin này, Tòa Bé Úc đã nói gì? Trong khi đó, tình hình tại nhà máy Zabrixia vẫn đang căng như dây đàn. Mới đây xuất hiện những hình ảnh vệ tinh cho thấy có đám cháy ở phía Bắc và lỗ hổng ở mái của tòa nhà gần xe bọc thép của Nga. Liên quan đến phản ứng của các nước châu về tình hình chiến trường Nga-Ukraine, Đức vừa công bố sẽ hỗ trợ đặc biệt cho Kyiv. Cụ thể ra sao? Còn tại Anh, lần đầu tiên kể từ Thế chiến 2, nước này sẽ đặt chiến đấu cơ tại các sân bay dân sự, kích hoạt trạng thái sẵn sàng phản ứng. Một số tin nóng khác Ông Zelensky, huyền thoại về nước Nga hùng mạnh nên bị lãng quên. Pháp cảnh báo về nguy cơ phải phân phối năng lượng trong mùa đông. Cháy phà chở 300 người ngoài khơi Thụy Điển tất cả sẽ được cập nhật đến quý vị ngay sau đây. Thu Lâm xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi mục tin nóng sáng ngày 30 tháng 8 được phát sóng trên các nền tảng của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Và ngay sau đây là các nội dung chi tiết Mở đầu bản tin hôm nay xin mời quý vị đến với những thông tin cập nhật về tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Quân đội Ukraine ngày 29 tháng 8 thông báo mở nhiều mũi phản công, trong đó có hướng vào tỉnh miền Nam Kherson. Bà Natalia Humeniuk, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam của quân đội Ukraine cho biết, Chúng tôi đã bắt đầu hoạt động tiến công ở nhiều hướng, trong đó có khu vực tỉnh Kherson. Mọi chiến dịch quân sự đều phải giữ bí mật. Bà Humeniuk nói rằng, những cuộc tấn công vào tuyến hậu cần của Nga ở miền nam Ukraine đã làm đối phương suy yếu. Nhưng thừa nhận lực lượng của Moscow tại khu vực miền nam vẫn rất mạnh và được củng cố suốt thời gian dài vừa qua. Quân đội Ukraine cuối tháng 5 mở một đợt tấn công quy mô nhỏ vào tỉnh miền nam Kherson, nơi Nga kiểm soát từ đầu chiến sự, khẳng định đã gây tổn thất và buộc đối phương phòng ngự tại các vị trí bất lợi. Trong những tháng sau đó, Kiev tiếp tục tuyên bố sẽ tái chiếm Kherson trong chiến dịch phản công quy mô lớn, có khả năng thay đổi cục diện của chiến trường. Giới chức Ukraine nhiều lần khẳng định kết cục chiến sự sẽ được quyết định ở mặt trận miền Nam, đồng thời ám chỉ hàng loạt vụ nổ tại các căn cứ ở hậu phương Nga là dấu hiệu cho thấy cuộc phản công đã bắt đầu. Vẫn còn nhiều nghi vấn về khả năng chiến dịch này được tiến hành, dù Ukraine đã tiếp nhận lượng vũ khí viện trợ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ từ Mỹ và các đồng minh. Pháo phản lực Hamas bắn phá nhiều vị trí của Nga tại Kherson, nhưng quân đội Nga cũng đã trả dữ dội bằng nhiều loại hỏa lực, dẫn tới tình thế giằng co. Khi bộ binh hai bên chủ yếu củng cố vị trí phòng thủ và trú ẩn thay vì tiến quân. Thành phố Kherson, thủ phủ của tỉnh cùng tên, là cửa ngõ để lực lượng Nga tiến về hướng tây và nhắm tới thành phố cảng trọng yếu Odessa. Quân đội Nga kiểm soát Kherson ngay từ những ngày đầu chiến sự, nhưng chưa thể mở rộng đạt tiến sang phía tây vì sức kháng cự của Ukraine. Bộ tư lệnh quân khu miền Nam quân đội Ukraine từng tuyên bố giành lại hàng chục ngôi làng ở phía bắc Kherson, nhưng đây là khu vực mà lực lượng Nga gần như không hiện diện. Giới phân tích cho rằng tấn công phần còn lại của tỉnh Kherson sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Ở một diễn biến khác, ông Shankabay, điều phối viên truyền thông của Hội đồng An ninh quốc gia nói rằng Tòa ốc đã biết thông tin Ukraine đã bắt đầu một cuộc phản công chống lại lực lượng Nga ở miền nam Ukraine, nhưng không muốn bình luận thêm về các hoạt động quân sự cụ thể của Kyiv. Tuy nhiên, ông Kabay lưu ý rằng, bất kể quy mô và phạm vi của cuộc phản công mới nhất như thế nào, thì Ukraine đã có tác động đến khả năng quân sự của Nga. Ông nói, Nga đã phải rút các nguồn lực từ phía đông đơn giản chỉ vì các báo cáo rằng người Ukraine có thể sẽ tấn công nhiều hơn ở phía nam. Và vì vậy, họ đã phải rút một số đơn vị nhất định tại một số khu vực ở phía đông Donbass Đôn để phản ứng lại với mối đe dọa mà họ tin rằng rõ ràng Ukraine có thể phản công. Ông Kabay cũng nói rằng Nga tiếp tục gặp vấn đề về nhân lực ở Ukraine và đang cố gắng mở rộng việc tuyển dụng các binh lính bên trong Nga cũng như lôi kéo một số lính nghĩa vụ và lính hợp đồng. Về phía Nga, Moscow hôm thứ Hai đã thừa nhận cuộc phản công của Kyiv ở phía nam Ukraine nhưng tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã tổn thất nặng nề. Ở một diễn biến có liên quan khác, một nguồn tin quân sự Ukraine đã nói với CNN rằng quân đội của Ukraine đã lấy lại bốn ngôi làng từ Nga ở phía nam gần thành phố Kherson. Nguồn tin này cho biết thêm, mục tiêu chính của họ là Kherson. Chiến dịch bắt đầu vào ban đêm với các cuộc pháo kích lớn vào các vị trí và hậu phương của Nga. Hướng chính của cuộc tấn công là vào Pradine. Chúng tôi đánh bộ binh của họ từ khu vực Likhadones và Luhansk và họ đã bỏ chạy. Lực lượng đổ bộ Nga cũng bỏ chạy theo. Nguồn tin quân sự cho biết thêm, hiện chúng tôi đã giải phóng được 4 ngôi làng, đó là Nova Dmytripska, Arkhanelsk, Tomina Banska và Pradine. Nguồn tin nói rằng, nhiều lính Nga đã bị giết và bị bắt trong khi rất nhiều phương tiện quân sự của Nga đã bị phá hủy. Chuyển sang một tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo các hình ảnh vệ tinh mới được NASA chụp vào ngày 29 tháng 8, bốn lỗ hổng đã xuất hiện trên mái của một tòa nhà gần ít nhất 3 xe bọc thép của Nga tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Lãnh đạo do Nga bổ nhiệm cho khu vực Zaporizhia, Vladimir Rogov, tuyên bố rằng các lỗ hổng là kết quả của một cuộc tấn công từ quân đội Ukraine vào khu phức hợp. Đài CNN đã xác định tính xác thực của các bức ảnh, nhưng không khẳng định rằng các lỗ hổng là kết quả của một cuộc tấn công từ quân đội Ukraine. Chính phủ Ukraine đã nhiều lần phủ nhận việc không kích quân sự tại hoặc gần nhà máy trong những tuần gần đây. Trong các bức ảnh vệ tinh từ Marsa, ít nhất 3 xe bầu thép của Nga được nhìn thấy đang ở bên dưới một cấu trúc lớn với các đường ống dẫn từ tòa nhà vào tất cả 6 lò phản ứng hạt nhân. Trước đó, Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không có bất kỳ vũ khí hạng nặng nào tại nhà máy điện hạt nhân. Các lỗ hổng trong tòa nhà cách một trong những lò phản ứng hạt nhân của nhà máy khoảng 150 mét. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy một ngọn lửa đang bùng cháy ngay phía bắc của nhà máy. Ngày 29 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng huyền thoại về nước Nga hùng mạnh nên bị lãng quên và không nên dựa vào các cuộc đàm phán với Moscow lúc này. Trong một bài phát biểu tại diễn đàn chiến lược lần thứ 17 ở Bled, Slovenia, ông Zelensky cho biết mọi người nên hiểu rằng họ không hùng mạnh như những gì họ đã viết trong sách đỏ trong 100 năm qua. Khi đất nước này hùng mạnh là khi liên xô bao gồm các nước như Ukraine, Kazakhstan, Belarus và các nước Baltic. Huyền thoại này cần phải lãng quên, chúng tôi đang thể hiện điều đó trên chiến trường. Trả lời một câu hỏi về khả năng diễn ra các cuộc đàm phán, ông Zelensky nói rằng Ukraine muốn lấy lại các vùng lãnh thổ của mình. Tổng thống Ukraine cho biết, đối với các cuộc đàm phán, điều cần thiết là cả hai bên cùng muốn. Họ không muốn đàm phán, theo quan điểm của họ, đây là một tối hậu thư. Trong đó chúng ta phải công nhận rằng Donbass và Crimea là lãnh thổ của Nga. Gần đây họ nói rằng Ukraine cũng nên công nhận miền Nam là lãnh thổ của Nga sau khi họ dự định có một số cuộc trưng cầu dân ý. Theo người đứng đầu Ukraine, các đại diện của chính quyền Nga chắc chắn sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán khi họ nhận thấy sức mạnh ủng hộ Kyiv trên toàn thế giới. Phát biểu tại thủ đô Prague, Cộng hòa Séc ngày 29 tháng 8, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói nước này có thể nhận trách nhiệm đặc biệt về xây dựng các năng lực pháo binh và phòng không cho Ukraine. Ông Scholz cũng kêu gọi các nước đồng minh có sự phân công đáng tin cậy và dài hạn về hỗ trợ Ukraine. Ông tái khẳng định cam kết được hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine đến cùng, sẽ gửi các vũ khí hiện đại như hệ thống phòng không, radar, máy bay không người lái đến Kyiv trong vài tuần tới. Ông Shor đưa ra bình luận sau khi chính phủ Đức ngày 23 tháng 8 thông báo cung cấp thêm hơn 500 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine. Các thiết bị quân sự sẽ gồm hệ thống phòng không Iris xe bọc thép, pháo phản lực, đạn chính xác và thiết bị chống máy bay không người lái. Điều đó viện trợ nhiều vũ khí trang bị cho Ukraine đối phó với cuộc xâm lược của Nga. Trong đó có nhiều vũ khí hạng nặng như pháo tự hành, pháo phản lực phóng loạt và tổ hợp phòng không. Berlin gần đây hứng nhiều chỉ trích về việc chậm chế chuyển giao vũ khí cho Kyiv, khiến lòng tin của Kyiv và các đồng minh với chính quyền Thủ tướng Scholz dần suy giảm. Ông Scholz bác cáo buộc tuyên bố Đức sẽ chuyển giao toàn bộ những khí tài đã cam kết nhưng không ấn định mốc thời gian cụ thể. Vào ngày 29 tháng 8, Thủ tướng Đức còn nhấn mạnh cam kết của Đức với việc mở rộng liên minh châu EU, cho rằng 6 quốc gia Tây Ban Căng, Ukraine, Moldova và thậm chí cả Croatia nên gia nhập khối. Các quốc gia Tây Ban Căng được nhắc đến gồm Serbia, Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Albania và Bắc Macedonia. Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia năm 2008. Phần lớn các nước phương Tây công nhận độc lập của Kosovo, song vùng ly khai chưa được trao ghế tại Liên Hợp Quốc do Nga và Trung Quốc phản đối. Ông Cho nói, việc họ gia nhập EU là lợi ích của chúng ta, Tuy nhiên, Thủ tướng Scho cảnh báo nếu EU mở rộng, sự khác biệt giữa các thành viên sẽ gia tăng. Ông đề xuất châu Âu chuyển dần từ yêu cầu cần sự đồng thuận sang đa số ủng hộ trong những vấn đề như chính sách đối ngoại chung, thuế, dù biết rằng việc này cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến Berlin. Chuyển sang một tin tức liên quan tới nước Anh. Từ Daily Express cho biết một số người nắm được thông tin tiết lộ do căng thẳng liên quan tới vấn đề Ukraine tăng cao. Lần đầu tiên kể từ Thế chiến 2, Anh sẽ đặt máy bay chiến đấu tại các sân bay dân sự. Theo Daily Express, kế hoạch trên đã được khai triển hơn một năm và dự định được sử dụng chủ yếu ở các điểm nóng tiềm năng trên toàn cầu như khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Trung Đông hoặc thậm chí là sườn đông của NATO tại châu Âu. Tuy nhiên, việc Nga xâm lược Ukraine và những lo ngại về một cuộc chiến tiếp theo liên quan tới NATO đã khiến cho kế hoạch này được đẩy nhanh và áp dụng cả ở trong nước Anh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Anh tuyên chiến với Đức vào năm 1939. Không quân Hoàng gia Anh vạch ra kế hoạch phân tán máy bay chiến đấu tới các khu vực khác nhau của đất nước. Việc phân tán máy bay như vậy sẽ giúp các đơn vị phản ứng nhanh của không quân Hoàng gia Anh có thể tồn tại sau các cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào căn cứ của họ. Chiến đấu cơ Eurofighter Typhoons đặt tại căn cứ Loughshinmors ở Murray sẽ bảo vệ khu vực phía bắc nước Anh, trong khi các chiến đấu cơ đặt tại căn cứ Coningsby ở Lincolnshire sẽ bảo vệ phía nam. Các chiến đấu cơ khác và máy bay lớn hơn sẽ được tái điều phối trong thời gian khủng hoảng sắp xảy ra. Bộ cuộc thử nghiệm sẽ được tiến hành vào tháng 9. Theo đó, các máy bay chiến đấu Typhoons và F-35 đặt tại Norfolk, Lincolnshire và Scotland sẽ được chia thành từng nhóm nhỏ và đóng quân kín đáo tại một số sân bay khu vực có đường băng phù hợp. Kế hoạch trên được Phó Thống chế Không quân Hoàng gia Anh Ian Chogai công bố lần đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái. Ian Chogai là người chịu trách nhiệm về điều phối khí tài để bảo vệ Anh trong thời kỳ khủng hoảng. Chuyển sang một tin tức thế giới khác. Ngày 29 tháng 8, Thủ tướng Pháp Elizabeth Bernie cảnh báo về nguy cơ phải thực hiện phân phối năng lượng trong mùa đông này đồng thời thúc giục giới lãnh đạo các công ty triển khai các biện pháp giảm tiêu thụ năng lượng. Phát biểu tại Hiệp hội Giới chủ Pháp, METEF, Bernie nêu rõ, nếu chúng ta cùng hành động thì có thể giải quyết được nguy cơ thiếu hụt năng lượng. Song trong trường hợp mọi người không tham gia và nếu xảy ra các kịch bản xấu nhất, chúng tôi có thể buộc phải áp đặt cắt giảm tiêu thụ nhiên liệu đối với người tiêu dùng. Thủ tướng Pháp cho biết, nếu buộc phải phân bổ năng lượng thì các công ty sẽ phải chịu tác động nhất. Theo bà, chính phủ Pháp đã đề ra một kế hoạch dự phòng, trong đó bao gồm một hệ thống giao dịch hạn ngạch có thể giúp các công ty mua và bán hạn ngạch điện. Ngoài ra, chính phủ Pháp cũng đang chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ cho các công ty này. Bà Boni cũng kêu gọi những công ty đề ra kế hoạch tiết kiệm năng lượng riêng vào tháng 9. So với nhiều nước khác ở châu Âu, Pháp ít chịu tác động hơn từ việc giá khí đốt tăng cao sau khi Nga quyết định giảm xuất khẩu khí đốt sang châu Âu do cuộc xung đột ở Ukraine. Một thông tin đáng chú ý khác. Vào ngày 29 tháng 8, một đám cháy bùng phát trên phà chở 300 hành khách đang trên đường tới Thụy Điển nhưng không gây thương vong. Ngọn lửa bùng phát từ sàn đỗ ô tô trên phà Stena Scandica khi nó đang di chuyển ở phía bắc đảo Gotland của Thụy Điển. Stephen F. Strom, phát ngôn viên hãng tàu Senaloy, cho biết Chúng tôi được thông báo rằng ngọn lửa có quy mô giới hạn và nỗ lực chữa cháy đang diễn ra. Không có thông tin về người bị thương các hành khách đang được chăm sóc. Cơ quan quản lý hàng hải Thụy Điển cho biết 3 trực thăng và 7 tàu cứu hộ đã được khai triển tới hiện trường và sơ tán hành khách. Truyền thông nước này cho biết, Stena Scandica đang thực hiện hành trình từ cảng Vespin của Latvia đến cảng Ninasham ở Thụy Điển. Thưa quý vị, mục tin nóng sáng ngày 30 tháng 8 của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thu Lâm xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo